Thưa quý vị, hôm nay Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đã đến thăm kiểm tra công tác quân sự quốc phòng năm 2021 tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo. Tham gia đoàn công tác có đại diện Thủ trưởng một số cơ quan quân khu và Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Báo cáo với Tư lệnh Quân khu 7, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo cho biết, thời gian qua đơn vị đã tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã phát huy tinh thần xung kích đi đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao kết quả lực lượng vũ trang huyện Côn Đảo đạt được, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện tiếp tục nâng cao chất lượng các mặt công tác, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ thi công các công trình quân sự, phòng thủ trên đảo, quản lý tốt các loại vũ khí, trang bị, chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong đó có phương án phải chi viện lực lượng phương tiện cho Côn Đảo khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng cũng yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, quan tâm chăm lo Tết cho cán bộ chiến sĩ với tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.